Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị một cái dự án mới có tên là AIDOT. Chúng ta sẽ tham gia khai thác cái đồng này các anh chị. Cái dự án này thì nó đến từ Trung Quốc, Hồng Kông đấy, và nó đã có cái vị riêng rồi. Đây là cái đồng mà chúng ta đang khai thác này. Và cái con này thì nó như là một cái mẹ coi đấy các anh chị. Và nó chạy trên cái mạng riêng nhá. Đây là các cái mẹ coi chúng ta thường hay thấy đấy, đồng Dog này, đồng Ship B này. Đây là cái đồng chính của dự án nhá. Cái con này thì nó mới ra thôi các anh chị, nhưng mà cái số lượng thành viên nó tăng rất là nhanh này. Đấy. Trước khi đi vào chia sẻ các anh chị cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua một chút xíu về cái dự án này nhá. AI Layer Dog Planet là chuỗi khối AI nhiều lớp đầu tiên được phát triển bằng công nghệ chuỗi khối. Chúng tôi đặt tên cho hệ sinh thái quản trị đầu tiên là AI Layer Dog Planet, sẽ tạo ra một chuỗi khối công khai AI nhiều lớp. Đấy. Mã thông báo quản trị này với tổng số lượng lưu hành là 10 tỷ, cứ 100 triệu được khai thác sẽ giảm một nửa sản lượng. Tức là sau này họ cũng sẽ đủ bớt với các anh chị. Tổng số lượng phát hành là 10 tỷ này. Tốc độ khai thác cơ bản là 0.5 AILD trên 1 giờ này. Sau này thì dự án này nó sẽ mở cái chức năng KIC, nên các anh chị đừng có chích cái tài khoản nhé. Ở đây thì lộ trình phát triển của dự án này, các anh chị có thể vào đây để các anh chị nắm thêm nhé. Ở đây cái cơ chế tuyển rep của các anh chị thì nó sẽ có 3 tầng. Đấy. Tầng 1 thì các anh chị sẽ hưởng 10%, tầng 2 thì 3% và tầng 1 thì 1%. Rồi để không làm mất thời gian của các anh chị nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đăng ký cái tài khoản nhé. Để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cho em cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện để các anh chị đăng ký cái tài khoản. Nếu mà nó xuất hiện cái tiếng trống đấy thì các anh chị có thể click vào cái hình quả cầu ở đây này để các anh chị chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Anh. Ở cái ô mail box này thì các anh chị điền cái hộp thư nhá, cái email đấy. Ở đây thì các anh chị cái mật dòng mật khẩu này thì các anh chị đặt cái mật khẩu gồm có chữ in hoa, thường, số nhá. Các anh chị lưu ý là không có ký tự đặc biệt đâu nhá. Và cái dòng mật khẩu này thì các anh chị lưu ý nhá, cái mật khẩu này thì gồm có 6 số thôi. Các anh chị nhớ nhá, gồm có 6 chữ số này. Sau khi các anh chị hoàn thành các cái trường thông tin này thì các anh chị nhấn vào cái chữ send. Các anh chị lấy cái mã code ở trong cái email, các anh chị nhập vào đây. Và các anh chị nhấn vào cái chữ registration ở đây. Đây các anh chị hoàn thành các cái thông tin này nhá, các anh chị nhấn vào đây. Và các anh chị vào cái email, các anh chị lấy cái mã code này. Đặt vào đây và các anh chị nhấn vào cái chữ registration ở đây để các anh chị đăng ký cái tài khoản. Sau khi đăng ký thành công đấy thì các anh chị có thể sử dụng ở trên web hoặc là các anh chị có thể tải app về để các anh chị sử dụng. Vì cái dự án này khi các anh chị muốn khai thác thì các anh chị phải hỏi nó hai câu hỏi. Nhưng mà khi các anh chị thực hiện hỏi ở trên web đấy thì đôi khi nó lỗi, nó không trả lời các anh chị. Nên bây giờ các anh chị sẽ tải cái ứng dụng về trước nhá. Các anh chị click vào cái chữ download app ở đây này. Hoặc là cái đường link download app thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Nếu mà anh chị nào mà tải thì các anh chị click vào đó để các anh chị tải nhá. Các anh chị lưu ý là các anh chị sử dụng ở trên app thì nó sẽ ok hơn nhá. Đây các anh chị click vào để các anh chị tải về. Cái ứng dụng này thì nó đã có mặt ở trên cái Android và iOS luôn các anh chị. Anh chị nào sử dụng cái iPhone thì cũng có thể khai thác nhá. Nếu mà anh chị nào mà click vào mà nó có cái định dạng tập trình không hỗ trợ như thế này này, thì các anh chị click vào ba chấm ở đây này, các anh chị chọn mở trong trình duyệt nhé. Thì các anh chị mở trong trình duyệt để các anh chị tải về thì nó sẽ ok. Các anh chị tải về thì các anh chị cài đặt và các anh chị mở lên. Thì bây giờ thì các anh chị sẽ đăng nhập vào cái ứng dụng này. Các anh chị nhập cái địa chỉ email và mật khẩu nhé. Các anh chị login vào. Đây là cái giao diện khi các anh chị đăng nhập vào này. Để khai thác được đấy thì các anh chị phải click vào cái chữ train me ở đây. Rồi bây giờ thì các anh chị phải hỏi hai câu hỏi nhé. Các anh chị hỏi hai câu bất kỳ, tùy các anh chị thôi. Các anh chị click vào đây này và các anh chị gõ cái câu hỏi đây. Các anh chị đặt hai câu hỏi và nó sẽ trả lời cho các anh chị. Sau khi các anh chị hỏi hai câu hỏi xong thì các anh chị quay trở lại, các anh chị click vào cái chữ Start Mini ở đây để các anh chị bắt đầu khai thác. Ở đây là cái mục vị này, các anh chị có thể click vào để các anh chị xem này. Đấy. Đây là cái đồng mà chúng ta đang khai thác nhé.
để lấy link đi chia sẻ với bạn bè thì các anh chị click vào đây này. Thì con này thì cơ chế tường rep của nó là 3 tầng nên các anh chị tranh thủ các anh chị đi tường rep nhé. Để các anh chị tăng được cái tốc độ đào, các anh chị copy cái đường link này để các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị. Đấy. Ở đây thì các anh chị có thể cài đặt cái tài khoản này, các anh chị click vào chữ setup ở đây. Đây các anh chị có thể đặt nickname của các anh chị nhé. Đây ví dụ em đặt là Thẩm này, Crypto chẳng hạn như thế nhá. Đấy. Và các anh chị nhận vào vậy này xem. Đấy. Hoặc là các anh chị có thể đổi ảnh đấy, ở đây các anh chị có thể đổi ảnh nhá. Đấy. Ở cái mục My Coin này. Đây là NFT. Sau này thì nó sẽ mở cái tính năng KYC này. Đấy, hiện tại thì chưa mở nhá. Sau này lúc nào nó mở thì em sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Rồi như thế là em đã chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác được cái mã thông báo AILD này nhá. Đây là một cái meme coin nhá. Và nó chạy trên cái mạng riêng đấy. Nó đã có cái vị riêng rồi nên các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị khai thác nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị sau. Xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.